Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay tôi lên cho anh em một clip gồm 10 cây câu nha anh em. 10 cây này trong đó có hai cây, cây số 1 và cây số 2 là hai cây đánh biển chiên hàng bạo lực cho anh em nha. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Cái thứ nhất cho 10 xem. Đây, cây thứ nhất là một cây cần đánh đáy, đánh biển. Ok, cần của Japan nha, nội địa Nhật. Cái này thì dài 2m4, nặng 1.750g. Cái cán này là nguyên cán bằng khối kim loại nha anh em. Đó. Đọt là 3 ly 3, giá 1.700.000. Cái này khoảng cán của nó. Tem của nó đây. Cán này không nặng, hình như là 450g á. Làm vô cui được đó anh em. Đây, nó sẽ gắn vào đây. Dạng phen này dạng phen Fusigon nha anh em, càng bao chắc luôn á. Phen là phen gon, không lỗi, không bể, không gì hết. Ngoại hình nhìn khá là ok nha anh em. Fusigon nha, rất là đẹp. Nói chung thì cây này đã qua sử dụng nó, ngoại hình nói nêu 100% thì không được, nhưng nếu tầm khoảng 90-80% thì ok. Đầu bu sẽ là đầu bu gồng gọc nha anh em. Cây này nó khá dịu nhưng mà chịu cá tải rất là cao nha anh em. Cây này đánh biển săn hàng đó. Tầm 5kg thì cây này dán bổng mình được luôn. À, giá công khai cây thứ nhất anh em, một cây cẩm gốc hàng đánh biển, giá công khai 1.700.000. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây hàng nội địa Nhật, Japan nha anh em, Fuji Japan. Bass là bass Fuji, phen là phen Fuji lá. Dạng phen lá này ra cước rất là ok, rất là êm, đánh rất là nhẹ cước nè. Nguyên dạng phen Fuji lá nha anh em, bu là bu Fuji chống sắn dạng lá đó. Cây này thì dài 1m8, nặng là 320g, rất là nhẹ. Đọt 2 ly 5, cứng tầm 150-200, giá 1.600.000. Vẫn là một cây cắm gốc. Cây này anh em đánh máy đứng máy ngang cũng được nha, cứng rất là cứng nha nè. Cần mà em nắm đầu em dở lên được luôn nè. Để cho anh em xem luôn. Nắm dở lên bình thường. Nhưng mà cần ok, cần anh em nại cỡ 5kg thì bao nại, 5kg 6kg là cá là bao nại luôn, ăn cái là bắt bỏ lên bờ liền. Bát Fuji Javan. Rồi cây này giá công khai là 1.600.000 nha anh em, một cây dít lùa lên biển lên bạo lực. Giá công khai 1.600.000 cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây cắm gốc. Cây cắm gốc này là bass Fuji. Phen là phen thường nha anh em, phen thường. Dài 2m05. Cây này chuyên cho anh em lùa mực, lùa biển đó. Đánh cảm giác, câu trên thuyền, câu trên bè. Chất liệu là carbon nha nè. Đó. Đọt chất liệu carbon, gốc là carbon. Cây này nặng 150g, gốc là nhẹ, đọt 1 ly 1. Độ cứng tầm khoảng 20 nha anh em. Anh em đánh cá nó sẽ cộng hình chữ O luôn cho anh em luôn á. Đó, test đọt cho anh em xem luôn. Phiền nó đây.
hàng nguyên zin nha anh em, nguyên zin nguyên kiện không lỗi không bể gì hết, không độ cháy. Rồi tới mấy cây nào độ cháy thì em báo cho anh em biết. Cán là cán ba khúc nha anh em. Nói chung là cây này khá đẹp, được bắt là bắt bắt Fuji phen phen thường nữa không, em đè nó công thế này luôn nè. Rồi giá công khai nha anh em, giá công khai cây số 3 900k. Cây này của Limited Game Hà Nội địa Nhật nha anh em, cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 hàng Gossip Rod. Cây này cây nội sức nội địa Nhật nha anh em. Cây này dài 1m8, cứng 60. Đó. Nó để luôn. Mã có tay. Cây này bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji. Đó. Phen trên đây đóng trong đây nha anh em. Đó, phen Fuji đá xám đây. Bu Fuji nha. Đóng chữ F. Cây này dài 1m8. Cây này dài 1m8. Dài 1m8, cứng 60. Nặng 250g. Đọt 1.3. Đọt là đọt phép nha anh em. Đó, đọt phép thì anh em chịu lực tải được bao bao tải rồi. Đó. Nhúng xuống luôn, nhúng luôn. Cái này chia cho em đánh tàu bè, câu biển, câu trên ghe. Đó, lùa cũng được, lùa biển cũng rất là ok nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cái này là 700k nha, cây số 4. 700k phen bát Fuji. Đánh giờ ở đây. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây độ chế đúng nghĩa luôn. Đó. Hàng độ chế nó độ chế. Cây số 5 là một cây dài 2m25. Nặng 250g. Độc 1.9, cứng gờ tầm khoảng 50-80. Gốc này là gốc Shimano nha anh em. John Holiday này. Đó. Gốc là gốc phép. Đó. Đọt là đọt carbon. Đó. Nói chung này hai cái này nó gắn nhau rất là khớp nha anh em. Không kêu lắc vừa tay luôn á, không kêu gì hết. Test độ công nè, đó. Dạng này dạng cấp gốc lỡ nha anh em. Phen này là phen Fuji. Fuji dạ quang. Bát là bát Fuji. Đọt ra đọt carbon nha anh em. Sắn nổi quăng. Khúc trên đây là khúc táp tháp để chịu lực tăng chịu lực tải người cần lên. Đó. Cây này chia cho đến cha đánh chép đến lăn xê rất là ok, cứng cây cái này cứng ra tầm khoảng 50-80 đó. Rồi giá công khai, giá công khai cây này là 600k, cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cẩm gốc. Cẩm gốc bát là bát thải nha anh em. Nói chung là cây này đẹp đẽ sạch sẽ nhưng mà nó không có tên hiệu gì hết, em chỉ biết có một tem xuất Nhật thôi. Đó, cây này này anh em cầm lô biển câu dít thì ok. Đó, đánh trên tàu ghe câu bè
Lô này lô chia cho anh em câu bè rồi. Anh em câu bè đánh mấy cái này là bao ok. Thứ nhất là nó ngọ nhỏ gọn, dễ di chuyển. Đó. Thứ hai độ cứng nó rất là cao. Cứng là cứng đều vô tới trong luôn. Đó. Chứ không phải là cứng cái đọt thôi. Đó. Khi anh em câu cá anh em dìu thì thế này nè, nó cong thế này. Phê luôn. Bào phê. Cái này dài 1m8, nặng 250 g. Đọt 2 ly mốt. Cứng ra tầm khoảng 40 50. Đó, phần nữa đây. Rồi, giá công khai cái này. Giá công khai cái này 500k nha anh em. Đọt nó là đọt sợi thủy tinh nên nó rất là bền. Đọt nó đây. Nắm giả lên luôn. Rất là bền nha anh em. Đọt sợi thủy tinh. Đọt này nổ bậy là không có rồi. Tiếp theo sẽ là cây số tặng cây số 7. Cây số 7 là một cây hàng của đây bắt rơm. Hàng này có khổ ghê nha anh em. Gồ mét khổ ghê sức nội địa Nhật, Korea sức nội địa Nhật. Đó, cây này em đo chiều dài thực của nó là 1m85, nặng 250 g, đọt 27, cứng 80. Cái này nó được bị gãy đầu rồi, được mấy anh Nhật độ lại cái đầu bu nhanh em. Đó. Bu nó được độ lại. Đó. Bán hàng cái nào độ lại thì báo độ lại thôi. Đó. Cái này phen là phen thường nha anh em, phen thường, bắt thường luôn. Được cái này đánh cho bò. Cái này cứng, độ cứng này thì đánh châu bò. Cá tra tầm 5 kg này bắt rất là ok. Đó. Cắm gốc nữa. Cắm gốc này thì nó chịu tải nguyên cây cần luôn nha. Khá là đẹp. Nhúng nhúng. Rồi, giá công khai cây nha mọi người. Giá công khai cây này 400k. Cái số 7 chia cho anh em tàu đánh ghe đánh biển câu trên bè đánh bầu lực. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần của Hàn Quốc, hàng Korea sức nội địa Nhật. Đó, made in Korea. Cây này là cây dài 1m2, cứng 80, hàng 1 khúc nha anh em. Bắt là bắt hãng. Đó. Phen là phen hãng luôn. Nói chung là cây này đẹp, không xước gì nhiều hết, cứng 80, cứng 80, dài 1m2. Đó. Cây này câu trên bè là chùm, câu bè câu ghe là chùm, rất là dễ nha anh em, rất là dễ cho anh em thuận tiện di chuyển tới di chuyển lui. Mấy cây này thì nắm đọt dở lên nè, nó bình thường. Dám test cho anh em xem luôn. Hàng này hàng hạng bạo lực đây. Rồi. Giá công khai cây này là 350k nha anh em. Tất cả hàng này đều cộng xếp với nhau. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 cũng là một cây hàng độ nha anh em. Có gốc thì gốc của hàng Romet. Hàng Korea. Đọt là đọt sở thí tinh. Được mấy anh Nhật độ lại chạy phen này. À, phen là phen Fuji nha. Được chạy một nhà phen xịn sò. Đó. Cây này anh em lấy về đánh mà không quan trọng ngoại hình, lấy về đánh là bao ok. Đọt nó đây, nó đọt sợi thủy tinh nhưng độ dịu nó rất là cao nha. Được cái nó nặng thôi chứ không có gì. Bata bát Pusi. Cây này dài 1m6, nặng 380 g. Đọt 2 ly, cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Đó, cứng 50. Hàng cắm gốc được men Nhật độ lại. Đọt này sợi thủy tinh nha. Rồi, giá công khai cái này là 300k, cây số 9. Giá công khai 300k nha anh em. Nắm đọt dở nè. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 10, cây cuối cùng. Một cây cũng là một cây cần độ
Cây số 10 là một cây dài 1m4, nặng 340 g, đọt 2 ly 5, cứng cho tầm khoảng 50. Bát là bát Pusey nha anh em. Bát xịn sò. Đây, cần được độ và quấn chỉ đây là hết. Phen là phen Pusey dạ quang, một phen, hai phen. Trên đây là phen Pusey set. Đó, phen xịn sò luôn á. Đây là Pusey dạ quang, Pusey dạ quang. Đây. Đọt nó sẽ là đọt xạ thiết tinh nha anh em. Đọt này thì có bẻ cốp gì nè, nó mới gãy thôi. Chứ đường nào gãy nổi. Nó bẻ hết lóc nó mới gãy thôi. Đó, được mấy anh nó sơn lại đây. Đó. Đầu bu cũng là đầu bu Fuji nha anh em. Bu này rất là ok đi, nó rất là dày. Đó. Cái này thì giá công khai nha anh em, giá công khai là 300k, cây số 10. Tất cả hàng này đều cộng ship. Đó. Anh em mua hàng được kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống nếp em lên thì anh em gửi về. Đó, anh em phải test như vậy đi. Đó. Dạng này đánh trên ghe tàu, đánh cảm giác thì bao. Rồi, đó là tổng cộng 10 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Anh em ơn cái nào có thể chốt để lại số điện thoại giúp em nhé. Rồi.